Cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn hôm thứ Sáu nhận tội trước tòa là đã nói dối với cơ quan điều tra liên bang FBI, trở thành giới chức đầu tiên từng phục vụ trong tòa bạch ốc của ông Donald Trump bị truy tố tội hình sự và nhận tội trong cuộc điều tra rộng lớn của điều tra viên đặc biệt Robert Mueller liên quan đến cuộc bầu cử năm 2016. Ông Flynn cũng đồng ý cộng tác với cuộc điều tra của ông Mueller vốn chú trọng vào sự can dự của Nga trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 và việc có thể có sự phối hợp giữa Nga và Ủy ban tranh cử của tổng thống Donald Trump nhằm nhanh chiến thắng vào tòa Bạch ốc. Ông Fly là một trong những người sớm nhất bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ dành cho ứng cử viên Trump và hiện diện trong những thời điểm quan trọng của cuộc tranh cử, thời gian chuyển tiếp và những ngày đầu của chính phủ Trump, khiến ông này có thể là một nguồn tin tức giá trị cho các công tố viên và nhân viên điều tra. Những công việc làm ăn và quan hệ với giới chức chính phủ ngoại quốc cũng khiến ông là một trong những mục tiêu để ý quan trọng của ông Mueller. Cựu Cố vấn An ninh Quốc gia nhận là đã nói dối về các cuộc thảo luận với đại sứ Nga tại Mỹ trong thời gian chuyển tiếp trước ngày ông Trump tuyên thệ nhậm chức.